Good morning, Tri Lim xin thân chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay Tri Lim xin giới thiệu với các bạn khu dân cư ven đồi và thung lũng thứ ba. Thưa các bạn, khu dân cư ven đồi và thung lũng thứ ba này là một cái khu dân cư ven đồi rất là sầm uất và rất là hiện đại các bạn ạ. Trên đường trước mắt các bạn đây là con đường trên đồi các bạn nhé. Tất cả những cái building cao tầng ở trên đồi rất là coi như các bạn thấy là rất là hoành tráng. Những cái building này rất là mới và coi như đầy đủ phương tiện và tiện nghi các bạn nhé. Đây là con đường đi trên ven đồi các bạn ạ. Ven đồi, các bạn thấy là ở ven đồi thì người ta đã xây những cái nhà cao tầng như thế này. Thưa các bạn, khu dân cư ven đồi này có một đặc điểm, rất nhiều cái ưu điểm các bạn ạ. Thứ nhất là ở gần thành phố trung tâm Melbourne khoảng chừng 12 km về phía tây. Đó là khu trung tâm rất sầm uất và gần thành phố trung tâm thành phố Melbourne. Thứ hai nữa là khu dân cư này thì cũng gần luôn khu thương mại phút rầy của người Việt chúng ta. Và cái điều đặc điểm thứ ba đây nữa là cái khu trung tâm thương mại này là nằm ngay trên cái bên cạnh dòng sông Maribyrnong. Và khu trung tâm thương mại này có cái ưu điểm nữa là gần trường đua ngựa quốc tế thành phố Melbourne các bạn. Và điều vô cùng quan trọng nữa là cái trung tâm thương dân cư ven đồi và thung lũng này gần ở ngay tại trung tâm thương mại sầm uất nhất miền Tây, đó là Highpoint Central các bạn ạ. Miền Tây các bạn nhé. Đó là đặc điểm của cái khu dân cư ven đồi này là rất nhiều cái ưu điểm. Thị tứ như các bạn thấy trước mặt các bạn đây là những cái biệt thự, đây là những cái biệt thự, và những biệt thự này người ta xây cũng đã trên 10 năm rồi, thì mỗi một căn biệt thự đây thì khoảng trung bình 1.4 triệu trở lên các bạn nhé, 1.4 triệu trở lên. Vì những căn biệt thự này thì như Tri Lim đã giới thiệu với các bạn là phía bên trong rất đầy đủ tất cả những cái trang bị nội thất rất là bắt mắt và rất là giá trị, như những căn nhà mẫu mà Tri Lim đã giới thiệu với các bạn trước đây. Các bạn nhìn thấy khu dân cư ven đồi này thì những căn biệt thự này thì trước đây thì cách đây chừng 7-8 năm thì những biệt thự này khoảng 800.000, nhưng bây giờ lên có thể là từ 1.4 triệu đến 1.5 triệu đó các bạn nhé. Tức là các bạn thấy những hàng cây càng cao càng xanh càng lớn như thế này thì những cái khu này là ở ven đồi của một cái khu dân cư rất là sầm uất. Các bạn thấy bên những cái dãy biệt thự này thì nhà nào cũng có vườn, sân vườn và gần trung tâm thương mại dịch vụ phút rầy của người Việt chúng ta. Thì nói chung mọi tiện ích rất đầy đủ các bạn ơi, rất đầy đủ. Do đó giá thì nó phải cao các bạn ạ. Các bạn thấy những cái trung tâm này thì bây giờ thì ở ven đồi các bạn nhé. Tri Lim đang giới thiệu các bạn là ở trên đồi đấy. Các bạn thấy rất sầm uất chưa các bạn? Cũng như là những cái căn biệt thự với nhau như thế này mà luôn luôn là những hàng cây xanh rất là đẹp và rất là bóng mát các bạn ạ. Những cái khu biệt thự này thì phía trong thì cơ bản là trung bình nhà từ 3 đến 4 phòng ngủ và 2 phòng khách.
phòng bếp thì nói chung là tuyệt vời và đẹp như những cái dãy nhà mẫu mà Tri Linh đã giới thiệu với các bạn trước đây, và nó là rất đẹp và những dãy nhà mẫu trước đây. Bên cạnh đó có những mỗi nhà là có một cái sofa tắm rất là hoành tráng và rất là đẹp. Thì các bạn thấy đây là ở trên đường trên đồi nhé các bạn nhé, đây là đường trên đồi. Và ở đây á, cũng có những cái khu căn hộ cao cấp các bạn ạ, căn hộ cao cấp từ 2 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ, giá dao động từ 650.000 cho đến 700.000, tức là những căn hộ cao cấp, tức là trang bị đầy đủ các những cái thiết bị hiện đại ở trong các bạn á, phòng tắm đứng, phòng tắm nằm, vân vân, các dịch vụ về máy lạnh, điều hòa. Các bạn thấy là đây chúng ta chuẩn bị đi xuống dốc đồi nha các bạn. Các bạn thấy chúng ta chuẩn bị đi xuống dốc đồi. Bây giờ xin mời các bạn chuẩn bị đi xuống cái dốc đồi của một cái khu ven đồi và thung lũng các bạn nhé. Các bạn thấy rất tuyệt vời chưa? Tức là khu dân cư này, ven đồi này người ta đã làm cũng trên 10 năm rồi. Do đó những hàng cây xanh rất phủ bóng rợp mát. Các bạn thấy nhìn xuống ven đồi của một đặc biệt cái khu ven đồi này có một cái đặc biệt là ở ngay trung tâm. Ngay ở trung tâm thành phố Maribyrnong, cách thành phố Melbourne trung tâm khoảng chừng 10 đến 12 km nha các bạn. Do đó cái giá trị tiềm năng của khu này rất là cao. Trung bình một căn biệt thự là lầu cao cấp ở đây là từ 1,4 triệu trở lên đó các bạn nhé. Rất là rất là cao, bởi vì trung tâm ven đồi thung lũng này là rất gần thành phố, gần trung tâm thương mại Phước Rầy, gần đại học VUT và gần cả trung tâm đô ngự thành phố Melbourne, và ngay cả là gần cái dòng sông Maribyrnong, rất là thoáng mát và bắt mắt cho những cái buổi sau khi chúng ta buổi sáng và buổi chiều chúng ta tập thể dục hoặc là chúng ta đi bộ ở dòng sông thì rất là tốt, không khí rất là trong lành. Nhưng mà bên cạnh đó các bạn biết là ở đây là gần trung tâm thương mại sầm út nhất của miền Tây, tức là High Point Central các bạn đó. Các bạn thấy một cái công viên rất tuyệt vời chưa? Những nhà ở đây thì bây giờ thì giá rất là cao, rất cao các bạn nhé. Chúng ta vô những cái khu dân cư thung lũng ven đồi này thì giá bây giờ quá cao các bạn ạ. Không thể tức là từ 1,4 triệu trở lên như vậy đó các bạn ạ, mới có được một cái căn nhà các bạn nhé. Và tùy theo căn nhà bên trong, mà nếu mà người ta trang bị cao cấp coi như đầy đủ thì cái giá căn nhà đó sẽ cao hơn, giá căn nhà đó sẽ cao hơn các bạn nhé. Dưới đồi này thì hầu hết là những căn biệt thự bất nhỉ nhé. Hầu hết tất cả những cái dãy đồi này là những căn biệt thự đó các bạn. Và đặc biệt luôn luôn ở trước nhà có những cái hàng cây xanh rất là đẹp mắt. Và những người ở trong những cái khu này á, thì người ta rất trang trí về cái vấn đề garden, cây cảnh đó các bạn. Người ta cũng rất là thích thú. Đây các bạn, trước mắt các bạn đây là dòng sông Maribyrnong đây, một khu dân cư ven đồi mà về trước mặt là một dòng sông như thế này thì có gì mà tuyệt vời phải không các bạn? Quá tuyệt vời để các bạn ơi, quá tuyệt vời mà chúng ta không thể tả hết được. Do đó cái giá nó cao là như vậy.
Đây là con đường dưới dưới đồi đó các bạn, dưới đồi và gần cạnh dòng sông. Và nó là một cái khu vực tuyệt vời quá. Bởi vì Tri Liêm trước đây giới thiệu với các bạn nhiều khu dân cư ven đồi và thung lũng, thì nói chung ra phần là những khu dân cư ven đồi và thung lũng đều thứ nhất là nhà mới đẹp, và những khu dân cư mà ven đồi thung lũng trước đây Tri Liêm giới thiệu các bạn thì hơi xa trung tâm thành phố khoảng chừng 30 km, còn bây giờ những khu dân cư này thì nó gần trung tâm thành phố mình khoảng 10 đến 12 km. Do đó mình gọi là cái vị trí đắc địa đó các bạn, vị trí đắc địa, giá thành một cái căn nhà này bây giờ thì phải nói rằng là rất là cao rồi. Các bạn thấy nhìn ở dưới đồi mà người ta có những cái biệt thự như thế này thì rất là sầm uất và rất là hiện đại, phải không các bạn? Các bạn thấy nè, đấy là những cái biệt thự mà cao cấp ở khu ven đồi này các bạn nhé. Đó. Thường thường ở đâu cũng thế, khi mới bắt đầu thành lập khu dân cư mà chúng ta mua trước á thì cái giá lúc đó nó còn mềm. Chứ vài năm sau thì những cái khu dân cư đã quy hoạch xong rồi như thế này thì chúng ta sẽ trả tiền gấp đôi và nhiều hơn thế. Nói chung những khu dân cư này thì những người có công ăn việc làm thuộc diện ổn định và có một cái nguồn kinh tế khá cao thì người ta mua những khu chung cư này, và người ta đã mua trước đây, trước đây là người ta đã mua từ lâu đời, thành thử ra là lúc đó thì mọi cái nó mới ban đầu thì giá còn tương đối, chứ bây giờ thì mọi cái đã ổn định thì cái khu biệt thự chung cư, khu biệt thự ven đồi này, dân cư này thì rất là đắt các bạn. Các bạn thấy những cái căn biệt thự ven đồi không? Quá tuyệt vời phải không các bạn? Đây là một trong những cái khu biệt thự ven đồi mà sau khi những cái miếng đất ở gần thành phố người ta đã khai thác những miếng đất mặt bằng, thì đây là những miếng đất ven đồi người ta làm sau này các bạn nhé. Do đó thì cái nhà cửa thì rất là hiện đại, và có những cái trang bị nội thất trong nhà rất là hiện đại luôn. Nói chung là mọi cái là rất là hiện đại và sầm uất. Thì giá cả nó rất là cao. Đây các bạn thấy là những cái biệt thự này thì coi như một số người ở đây địa phương lâu đời. Tuy nhiên có những số overseas vẫn mua ở đây nha các bạn. Cũng có nhiều bạn overseas mua ở đây. Và mình thấy rằng mình theo mình được biết á, là một số những cái đại gia Việt Nam mình á, cũng có dù làm kinh tế ở Việt Nam nhưng mà cũng có người đã mua nhà ở khu này, cũng có một số người đã mua nhà ở khu này các bạn á. Thứ nhất là để con cái đi du học, và thứ hai thì có những dịp mà đi nghỉ holiday ở Việt Nam qua thì có những chỗ nghỉ ngơi, thì đây là những cái nơi mà rất là lý tưởng. Thì nói chung ra thì về bất động sản mà các bạn mua những cái nơi có tiềm năng, có giá trị thì các bạn không lo gì. Trừ khi đừng vay ngân hàng nhiều quá thì tốt. Các bạn thấy tuyệt vời không các bạn? Không thể thì tuyệt vời hơn những cái khu dân cư ven đồi hôm nay. Ý Tri Liêm muốn giới thiệu các bạn là một cái khu dân cư ven đồi nó có nhiều cái ưu điểm. Ưu điểm tức nhất là nhìn gần trung tâm thành phố Melbourne khoảng 10 đến 12 km.
Và thứ hai nữa là gần dòng sông Maribyrnong. À, trước mặt các bạn thấy là đây là dòng sông Maribyrnong. Trước mặt các bạn thông thả hiền lành, chúng ta có thể đi bộ tập thể dục buổi chiều hoặc sáng chủ nhật hoặc thứ bảy thì chúng ta có thể chạy bộ vân vân, rất là lý tưởng về vấn đề môi trường sinh đó các bạn hả. Quá tuyệt vời, không thể có những cái mơ nào tuyệt vời được khi người ta đã quy hoạch rất hiện đại và chỉnh chu như thế này các bạn ơi. À, các bạn thấy thì đây là những khu gọi là đẳng cấp sang trọng đó các bạn. Đây là những khu chung cư vang, đây là những khu vang cư dân cư vang đồi mới, những ngôi nhà thì đã rất là hiện đại, hàng cây rất mát. Nhưng mà ở Melbourne nói riêng là còn có những khu dân cư rất là triệu đô và vài triệu đô trở lên, thì những cái khu đó là khu cổ xưa và những căn nhà rất cổ kính các bạn nhé. Ở vùng Torres và miền Đông thì những khu nhà đó có thể vài triệu đô, nhưng mà chủ yếu là trong vườn rất là coi như là cổ kính, nữa là cái hàng cây cổ thụ bóng mát và nhà rất cổ xưa nhưng mà lại cũng rất là giá trị. Các bạn thấy đó là những cái khu dân cư cao cấp phía bên kia, đó thì một căn hộ 2 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ thì giá dao động từ 650 đến 750 ngàn đó các bạn á. Đó là cái khu hộ dân cư cao cấp. Các bạn thấy là trong bên cạnh của những khu dân cư này á, thì các bạn nhìn thấy có những cái nhà hàng ở gần khu dân cư này. Thì những nhà hàng ở gần khu dân cư này á, thì tập trung là những nhà hàng Ý và những nhà hàng của người Rich. Thì những món ăn của cái phương Tây ở đây rất là nhiều các bạn. Thì thành ra là khu dân cư nào cũng có những cái nhà hàng ăn uống rất là bài bản đầy đủ. Và nói chung thì những khu dân cư này á, thì vấn đề là cho mướn thì ít các bạn nhé. Bởi vì những cái căn nhà cao cấp như thế này giá từ 1.4 triệu đô la trở lên thì ít ai mà cho mướn lắm các bạn. Chỉ có để cho con cái ở hoặc là chính mình ở thôi. Trước những cái khu này á, thì người ta cũng ít đưa ra cái thị trường là cho mướn đó các bạn, rất là hiếm, trừ khi những cái căn hộ gần đây, những căn chung căn hộ thì 2-3 phòng ngủ ở trong một cái khu căn hộ thì sau khi người ta mua thì có thể là cho mướn. Đôi khi du học sinh của các bạn thì cũng có thể mua và các bạn ở một phòng và các bạn sẽ cho các bạn khác mướn. Thì đó là những cái căn hộ thì người ta cho mướn, chứ những căn nhà thế này thì người ta ít khi cho mướn các bạn nhé. Như căn nhà thế này thì không bao giờ người ta cho mướn hết. Các bạn nhìn trên đồi đó, các bạn nhìn thấy trên đồi là những cái dãy nhà trên đồi nhìn xuống cái thung lũng đó các bạn. Với nó là những kiến trúc sư và kỹ sư người ta đã tận dụng cái view đồi của thành phố vùng vang Melbourne hết sức là tuyệt vời. Các bạn thấy là những cái biệt thự, đây là những căn biệt thự mà trước vườn nhà luôn luôn có những cái hàng bông hồng, bây giờ là cũng vào thu rồi, những hàng cây bên đường lá cũng bắt đầu ướm vàng rồi các bạn. Các bạn thấy ở Melbourne thì Thi Liêm đã giới thiệu các bạn là Úc có nhiều cái khu dân cư khác nhau. Khu dân cư đầu tiên là khu dân cư cư cổ xưa,
Khu dân cư cổ xưa là cái khu dân cư mà khi người Anh đến đây lập nghiệp để khai phá và xây dựng nước Úc, thì ở khu dân cư cổ xưa là cái khu dân cư được xây dựng ban đầu các bạn. Thì những khu dân cư đó nhà nhỏ, nó cổ, đất rộng, vườn cây trái có, nhưng mà cây cái rất mát. Nhưng mà cái điều tối ưu của nó là ở gầy ngay trung tâm thành phố, do đó mọi cái phương tiện di chuyển của nó rất thuận lợi, nhưng mà nhìn rất là cũ và cổ. Nhưng mà trước đây có nhiều bạn có hỏi là nhìn cổ thấy bèo quá. Thưa các bạn, nó không bèo các bạn nhé. Những căn nhà cổ đó cũng phải từ 1.3-1.4 triệu trở lên, chứ không có bèo đó các bạn. Bất nhìn vậy nhưng mà nó ở trung tâm thành phố. Và thứ hai là khu trung tâm Thanh Bình, khu dân cư Thanh Bình là những khu dân cư mà mở rộng kế tiếp, thì vườn cây rộng, dân cư mát, cây cối thoáng mát vân vân, thì rất là dễ thương. Nhưng mà cũng gần tương đối gần trung tâm thành phố thì cũng rất là tiện lợi cho việc di chuyển. Và cái khu dân cư thứ ba là Văn Đồi và Thung Lũng. Thì vì chủ đề của Tri Liêm khu dân cư Văn Đồi và Thung Lũng, lý do là ở Úc cái đất của ở Úc đa số là dạng đồi và thung lũng các bạn ạ. Do đó cái này rất là phổ biến, thành thử ra là người ta xây dựng trên nhà trên dãy đồi và dưới thung lũng rất nhiều và dễ thương. Thành thử ra là chúng ta thấy rất là thích thú cống hiến với các bạn những khu dân cư Văn Đồi và Thung Lũng. Nhưng đặc biệt khu dân cư và trên đầu và thung lũng khu này á, thì là khu tiềm năng, giá nhà rất cao vì trung tâm, gần trung tâm thành phố, thì đó là những cái dạng. Còn khu dân cư mới hoàn thiện thì nó cũng ở xa thành phố các bạn, khoảng 30 km về các vùng miền ngõ. Tuy nhiên giá nhà thì 3 phòng ngủ thì cũng trung bình từ 750.000 trở lên. Nhưng mà những khu đó thì nó xa các bạn nhé. Những đó khu đó thì rõ ràng là nó xa đó các bạn. Các bạn thấy Văn Đồi mà dưới đồi mà người ta đã làm những cái khu dãy nhà thế này thì quả là tuyệt vời quá phải các bạn hả? Ở đây là những khu dưới đồi các bạn. Trước mặt các bạn là một cái building này dùng những cái căn hộ, và dưới những building này thì cũng có những cái nhà hàng rất là sầm uất các bạn, nhà hàng sầm uất, có những cái hàng món ăn của người Ý, người Thổ, vân vân, những nhà hàng rất là sầm uất. Các bạn thấy công khu dân cư Văn Đồi này thì nó có những hàng cây xanh cao, chứng tỏ rằng cái khu dân cư này đã xây tương đối lâu qua các bạn nhé. Nhưng mà nhìn rất là hiện đại và hoành tráng. Trong nhà những khu biệt thự này từ 3 đến 4 phòng ngủ, từ 3 đến 4 phòng ngủ, và có đầy đủ tất cả các phương tiện như là nhà tắm đứng, nhà tắm nằm, spa, tắm nằm, rất là tuyệt vời các bạn ơi, rất là tuyệt vời. Các bạn thấy là khu dân cư quá tuyệt vời các bạn hả? Các bạn thấy là những cái dãy nhà như thế này thì vô cùng tuyệt vời quá các bạn. Dưới đầu này thì bên cạnh đó là một dòng sông Maribyrnong các bạn. Dòng sông này thì ở Úc là nói chung và Melbourne nói riêng thì rất ít dòng sông các bạn nhé. Như Tri Liêm trao đổi các bạn thì ở Melbourne thì thành phố Melbourne này chỉ có 2 dòng sông thôi. Dòng sông lớn thì Yarra River, tức là tương đối lớn ở ngay trung tâm thành phố Melbourne, và dòng sông thứ hai là dòng sông Maribyrnong như các bạn thấy trước mặt đây. Và bên kia vi đồi người ta cũng có những cái hàng dãy nhà rất là sầm uất và khang trang phải các bạn.
Các bạn thầy nhìn thấy là bên kia dòng sông á, thì cũng có những cái dãy nhà ở ven đồi phía bên kia, rất tuyệt vời ghê các bạn hả. Bây giờ sau khi chúng ta đã đi vòng ở cái khu dưới thung lũng khu dân cư này rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi theo cái độ dốc lên đồi để rời khu dân cư ven đồi này các bạn nhé. Tri Linh xin nhấn mạnh với các bạn là đây là khu dân cư ven đồi, nhưng mà nó có cái ưu điểm là nằm gần trung tâm thành phố và nằm gần các cái trung tâm thương mại lớn của người Việt như là khu thương mại Phú Đài hoặc là trường đua ngựa quốc tế Leamington, hay là gần ngay cả trường đại học VUT, tức là Victoria University. Đó là những cái phương tiện rất là đặc biệt, nhưng mà hơn bao giờ hết là gần ở trung tâm thương mại sầm uất nhất miền Tây Melbourne, đó là Highboy Central các bạn ạ. Đó là trung tâm sầm uất nhất miền Tây, khu thương mại thì rất là tuyệt vời. Chính vì thế mà cái giá nhà ở khu này phải nói là rất cao, Các bạn thân mến, Tri Lim xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của Tri Lim trước đây cũng như bây giờ. Thì khi xem các bạn nhớ cố gắng bỏ ra một giây để mà subscribe cho Tri Lim và đăng ký kênh và giới thiệu với các bạn bài của mình để cùng tham quan với Tri Lim trên đường phố Melbourne coi như đi du lịch các bạn nhé. Tri Lim thành thật xin chân thành cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày bình an và hạnh phúc bên người thân của mình. Bây giờ là con đường trên dốc đó các bạn ạ, rất là tuyệt vời, bên cạnh những cái hàng cây và những building cao ngất và tuyệt vời các bạn. Tri Linh xin thành thật chân thành cảm ơn các bạn.